Hi cả nhà, lại là mình Linh Tinh Thích Thì Làm đây. Video này được quay vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, ngày dạy cuối cùng của mình trong chương trình tình nguyện lớp học cầu vồng. Buổi dạy cuối rồi cho nên mình dành thời gian chơi và trò chuyện chia tay các con là chính. Vì hành trình làm tình nguyện viên của mình có để series video ở phần mô tả và bình luận. Mời cả nhà đón xem nha. Mong cả nhà yêu thương và ủng hộ kênh bằng cách nhấn thích, nhấn đăng ký, subscribe kênh. Lớp buổi chiều nay thì mình cho các con chia làm hai đội, vừa học vừa chơi, ôn lại từ vựng về các loài động vật. Sau đó mình tổng hợp điểm thi đua toàn khóa học và khen thưởng cả lớp. Bây giờ thầy sẽ công bố số điểm nha, tổng số điểm sau cái khóa học với thầy nha. Người cao điểm nhất đó là Long với 215,5 điểm. Người thứ nhì là Sơn Hải với 208. Người cao điểm thứ ba, bài chỉ kém Sơn Hải 2 điểm thôi, là bài 206 điểm thứ ba. Cảm ơn con đó, để làm cái gì nha. Rồi, mẹ ơi nha, tạm biệt tụi con, giữ sức khỏe nha. Vâng. Tú ơi, sao con? Sao mà khó? Bạn Tú là bạn Mít Ương đấy thật. Bạn Mít Ương nhắn tin sao luôn người thầy. Người Mít Ương thứ 2 là Xuân Hà đó, Xuân Hải Mít Ương nhá. Xuân Hải Mít Ương nhá. Có bạn không có cảm kiện đó. Mình không nói được lời hay ý đẹp thì thôi, mình đừng có nói. Mình đừng có nói những cái lời mà cái tổn thương cho mình rồi. Tối lên thầy chơi nha. Tối lên thầy chơi nha. Em lên. Rồi nếu con lên thì con lên. Em biết gì không? Lỡ kèo đi, lỡ kèo cho các bạn cái này. Kèo các bạn về. Bye. Đi về đi tới nha. Thật sự dạy xong lớp buổi chiều mình rất là buồn, cảm giác định hình không muốn chia tay các con. Đến lớp buổi tối cũng vậy, mình vẫn cho các con chơi trò chơi diễn tả con vật bằng hành động không được nói. Lớp này thì đặc thù khá là đông học sinh, thời gian học buổi tối cũng khá ít nên đây là lần đầu tiên các con được thi thố với nhau. Các con rất là háo hức chơi, chơi xong cả lớp liên hoan nhỏ và trò chuyện với thầy. Giang Long Thanh. Nói. Thầy nhìn con này biết con gì không? Biết không? Không biết gì thôi. Biết không? Có. Có đúng không? Rồi, ok vô diễn tả. Tôi góp tặng thầy vỡ tiếng Anh hả? Để tôi góp tặng thầy vỡ tiếng Anh. Ôi thương quá. Ủa Giang Quán Tú đi đâu vậy? Giang Quán Tú đi đâu hả? Ba lô của bạn nào đây? Cái này là của ai? Cái này là quà của ai? Trong lớp hả? Cả lớp tặng thầy hả? Cả lớp tặng thầy vỡ bài tập tiếng Anh 4 với tiếng Anh 5 hả? Rồi thầy về thì làm bài tập cho tụi con hả? Rồi nói với thầy cảm ơn nhiều nha. Rồi thầy cảm ơn rất nhiều luôn á. Thương quá. Ôi chưa viết luôn. Ủa rồi cái này là vỡ của ai? Rồi tụi con có vỡ để viết không? Hả? Nhiều lắm. Dư mới đem tặng thầy hả? Học trò tặng hai cuốn á. Hai cuốn vỡ bài tập tiếng Anh 4 và bài tập tiếng Anh 5. Một cây bút nữa. Em làm đi về chỗ
Ngồi im lặng nào, để nghe bác hát rồi mọi người, tụi con cùng hát đi, hát tặng thầy với. Nãy giờ chưa tặng thầy nào. Nhưng mà ai có thể dịch cho thầy được không? Tức là kể lại coi cái bài hát đó nó nói về cái gì được không? Bài đó nó nói về cái gì? Hai người yêu nhau rồi bố mẹ không cho yêu. Người ngỡ quay trái đi quần ăn thuốc. Người chết. Uống thuốc chết hả? Rồi lại đi làm mà. Đi ăn con dung đất là ai? Ai ăn con dung đất? Con ma ăn con dung đất hả? Phải con gái. Người mà cứ làm ma về dọa. Con anh à? Con anh là thầy mộ. Rồi không cho hai người đấy yêu nữa. Và con ma sẽ đi. Trên trời. Trên cuối cùng con gái cũng chết thì cũng gặp nhau. Rồi bài ba thì lại đi rồi. Không phải. Tức là nãy có 3 bài đúng không hả? 8 bài. 8 bài luôn hả? Ôi mẹ ơi, dài vậy, 8 bài luôn. Vậy là nãy tụi con hát xong 8 bài chưa? Chưa, chỉ hát một bài thôi. Tức là nãy hát một bài là bài hay dài nhỉ.
Cái hết tất cả. Bye bye. Bye bye. Rồi ok. Ok thôi về chỗ. Cảm ơn tụi con về chỗ. Đóng rồi lại. Hello mọi người, lại là mình Linh Tinh Thích Thì Làm đây. Thì hôm nay đã là ngày đi dạy cuối cùng của mình tại trường tiểu học Cán Cấu Simacai. Mình tham gia cái chương trình của lớp học màu vòng. Thì đây là cái lớp dạy buổi tối, cô nói chuyện chơi với các con, có một ít bánh kẹo làm quà cho các con và nghe một cái điệu hát tiếng Mông rất là dài. Thì cái video này cũng xin kết thúc và cũng khép lại cái hành trình làm tình nguyện viên lớp học cầu vòng tại Simacai của mình. Mong bạn yêu thương và ủng hộ kênh Linh Tinh Thích Thì Làm bằng cách nhấn thích, nhấn đăng ký kênh, để lại bình luận. Mọi cái sự bình luận góp ý của mọi người thì nó đều rất là có ý nghĩa và giá trị đối với mình cả. Về những cái video ghi lại hành trình tại Simacai làm tình nguyện viên của mình, mọi người có thể xem ở phần bình luận nha. Mình để ở phần bình luận. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn một lần nữa. Xin chào và... Yeah.